Quý vị và các bạn thân mến, đái tháo đường là một trong ba căn bệnh mãn tính nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Là một dạng bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng thường gặp phải ở người cao tuổi và đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, nếu biết cách quản lý tốt, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát và làm chậm sự tiến triển đến giai đoạn nặng của bệnh. Vậy quản lý tiểu đường như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu? Ngay sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng gặp gỡ Thạc sĩ bác sĩ Ngô Duy Phong, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện 22 Thế 12 để cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé. Vì sao cần quản lý bệnh đái tháo đường? Vì bệnh đái tháo đường ngày càng trở nên phổ biến, trở thành căn bệnh của thời đại, và các biến chứng của bệnh đái tháo đường kể cả cấp tính lẫn mạng tính đều ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống cũng như gia tăng cái gánh nặng về kinh tế xã hội nếu như không được kiểm soát tốt. Để quản lý tốt bệnh đái tháo đường cũng như tầm soát và hạn chế các biến chứng kể cả cấp tính lẫn mạng tính của bệnh nhân đái tháo đường, cần sự phối hợp của đội ngũ y tế, gia đình, bản thân bệnh nhân và kể cả các lực lượng về xã hội. Người bệnh thì cần nắm vững các tiêu chuẩn về chỉ số đường huyết tốt và các dấu hiệu của các biến chứng bệnh đái tháo đường. Nhân viên y tế thì tư vấn chế độ vận động phù hợp, thuốc phù hợp cũng như tư vấn chế độ tiết thực phù hợp. Người nhà cần phối hợp theo dõi động viên, cùng tham gia các hoạt động và theo dõi các chỉ số đường huyết và các yếu tố liên quan. Cộng đồng cùng hỗ trợ với các câu lạc bộ đái tháo đường, các câu lạc bộ hoạt động cộng đồng. Quan trọng nhất vẫn là kiểm soát đường huyết với các thiết bị kiểm soát đường huyết như đường máu mao mạch, đường máu tĩnh mạch và thiết bị theo dõi đường huyết liên tục, viết tắt là CGM. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Ngô Duy Phong về vấn đề quản lý tiểu đường hiệu quả. Như bác sĩ đã chia sẻ, một trong những cách quản lý tốt tiểu đường tại nhà đó là theo dõi đường huyết liên tục bằng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục CGM. Thiết bị theo dõi đường huyết liên tục suốt 24 giờ, sử dụng một bộ phận cảm biến tí hon đặt dưới da vùng bụng hoặc mặt sau cánh tay. Người bệnh có thể đặt nó một cách nhanh chóng mà thường không gây đau đớn. Thiết bị theo dõi đường huyết liên tục đo lường mức độ đường máu ở dịch ngoại bào. Nó truyền thông tin đến cảm biến, sau đó gửi thông tin này đến máy đọc. Màn hình sẽ hiển thị lượng đường trong máu ở 1 phút, 5 phút và 10 phút. Nếu đường máu hạ thấp đến mức nguy hiểm hoặc tăng ở mức cao thì màn hình sẽ báo động cho người bệnh biết. Người bệnh có thể sử dụng thiết bị này như một phần trong việc chăm sóc bệnh tiểu đường tại nhà. Bệnh nhân tiểu đường có thể tải thông tin thu thập được lên máy tính bảng hay điện thoại thông minh để xem mô hình và xu hướng dao động mức đường trong máu của mình. Thông tin đó có thể giúp bạn và bác sĩ lập một kế hoạch tốt nhất cho việc quản lý bệnh tiểu đường. Hiện nay, phòng khám tim mạch tiểu đường Bệnh viện 22 tháng 12 áp dụng phương pháp điều trị toàn diện và theo dõi đường huyết sát sao với thiết bị theo dõi đường huyết liên tục CGM sẽ giúp cả bệnh nhân và bác sĩ thuận lợi hơn trong quá trình điều trị tiểu đường. Mọi thắc mắc về vấn đề sức khỏe, quý khách vui lòng gửi đến fanpage Bệnh viện 22 tháng 12 và liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0769 115 115 để được tư vấn về dịch vụ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.